Tiếp tục lại là một shop phụ kiện cực cực rẻ tại Cần Thơ mà mấy bà sinh viên nên lưu lại nè nha. Mà ai là sinh viên đi mua cái shop này còn được giảm 5% nữa đó trời. Hello mọi người, mình là Vi Thích Review đây. Hôm nay tôi dắt mấy bà tới cái shop phụ kiện đồ gia dụng này cũng là cực cực rẻ luôn. Nằm ở 381Q-14B đường Trần Nam Phú. Cái shop này có hai điều đặc biệt, mấy bà biết gì không? Đi mua mà là sinh viên được giảm 5%. Mà mấy bà đi mua tính được một bill là sẽ được tặng một cái phiếu ăn gì ta? Ăn bò ba chỉ gì của cái quán lẩu ca chua á, mới mở á. Bữa tôi cũng lướt trên Facebook, cái vô tình thấy là mua cái được bill, được tặng cái phiếu ăn gì đó, cái cũng phái lắm, mấy đứa nó đòi nặng nặc tôi á, kêu tôi là kiếm cái shop này đang qua đây. Sẵn rồi cái review cho mấy bà coi luôn nè. Cái máy sấy Cute không mấy bà, có 53 cạnh à. Nó đòi mua cái máy sấy này về chợ, mà mua về chợ cũng tiện, đi đâu sấy mấy cái máy cho nó nhanh. Rồi đây 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 mấy bà biết gì không? Hộp đựng mỹ phẩm nè, 120 mấy cạnh, cái này cũng khá là ok, có điều nó hơi nhỏ một tí nha. Bên đây tôi thấy bán đa dạng mấy cái kệ mỹ phẩm lắm luôn á. Cái kệ này thì là 94 cạnh. Nãy giờ tôi lo quay cho mấy bà coi mà tụi nó lấy cái bình trà của người ta ra rồi đòi ngồi pha trà này ngồi đây uống nữa chứ. Mấy bà nào ở chợ tôi cũng nghĩ nên mua miếng lót dưới ngồi dưới gạch á cho nó đỡ đau chân, ngồi cũng dễ. Rồi rồi cái này mới chấn động nè, nguyên một cái set chén đũa luôn mà có 69 cạnh thôi đó. Bà nào trưởng thành á thì lấy cái bộ thổ cẩm này cũng được, còn ai mà còn nhí nhảnh ngây thơ thì lấy cái bộ quạt hình quạt quả này nè. Tôi biết nãy giờ mấy bà đang thắc mắc là con Thi đâu phải không? Trời ơi, Thi bữa nay về quê rồi. Thôi thì dắt hai đứa bạn tôi qua đây mua đỡ đi, được tặng cái phiếu mà ăn bò ba chỉ gì đó. Bữa sau dắt hai này qua ăn luôn cho Thi khỏi ăn. Hé Thi. Tôi thích nhất là mấy tấm thảm hình con này con kia nè. Trời dễ thương lắm luôn á, mà có 23 cạnh à, nên mua nha mấy bà. Cái này biết cái gì không? Nguyên cái set khăn 10 miếng mà để lau tay đồ á, làm ở trong bếp đồ á, dễ thương lắm luôn. Màu hồng, màu xanh và có năm mấy cạnh à. Rồi đây đây đây, đây là tâm nước mà hot hòn họ trên TikTok, hõm gài luôn nè. Giá nhiêu ta, hình như 140 mấy cạnh á. Mừng Tết đến những lúc đến nhà nhà, cái mày vàng cành đào hồng thắm tươi. Thấy bao lì xì là thấy Tết nha bà con. Mà bao lì xì bên đây tôi phải nói là rất rất là dễ thương luôn. Nguyên một set 10 miếng bao lì xì giá là 13 cạnh nha. Bà nào biết này là gì không? Cái khung mà để đồ và trang điểm, đồ mỹ phẩm đồ nè mà nhìn sang nha. 74 cạnh nha. Mấy bà sinh viên nên mua cái để trọ đi, để mỹ phẩm cho nó gọn. Mấy cái cao siêu Cute luôn mà có mười mấy cành à. Từ đây tới Tết ha, tôi sẽ gán săn mấy cái shop quần áo rồi shop phụ kiện đồ đó cho mấy bà mua chuẩn bị sắm sửa nhà cửa đóng Tết nha. Cái chảo chống dính này có 38 cành đó. Ôi mà mẹ tôi vô mấy cái shop này chắc mẹ tôi gặp cái gì cũng lấy luôn quá ta. Nguyên cái set gia vị đường muối bột ngọt rồi nè để mấy bà để vô á, có 59 cành à. Tự nhiên á tôi vô đây cái tôi muốn sắm sửa cho cái bếp của tôi á, tại vì tôi thích nấu ăn lắm luôn mà chưa có dịp. Chắc nữa tôi làm mấy cái video nấu ăn quá, không biết có ai mong chờ để coi không ta. Rồi má này vô shop người ta không lựa đồ đi phơi đồ là sao nữa trời. Ở nhà phơi đồ chưa đã hả? Nguyên cái bộ thóp 3 cái luôn mà có 40 cành thôi đó. Mà tôi phải nói là giá bên đây rẻ thiệt, đã vậy mà giảm 5% nữa mấy bà ơi, gán tranh thủ qua đây mua nhanh nhanh nha. Còn bây giờ tôi về đây, bye bye.